Quý vị thân mến, Tây Ninh là địa phương có khoảng 240 km đường biên giới giáp với Vương quốc Campuchia, với 20 xã biên giới trong tổng số 94 xã phường thị trấn trên toàn tỉnh. Thời gian qua, Tây Ninh luôn chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền về biên giới thông qua các hoạt động văn hóa nghệ thuật. Qua đó góp phần tạo điều kiện cho người dân được nâng cao đời sống tinh thần, vừa thêm yêu từng đường biên cột mốc, thêm quý người lính biên phòng, cùng góp sức giữ gìn ổn định biên cương của Tổ quốc. Núi cao đến với bản làng, đồi qua suối và khe sâu, đồi nắng mưa đến cùng đàn em thơ. Những người lính biên phòng đặt tay giao xưa do núi mây ngàn, lên nén chữ sáng nay sẽ từng trang sách với bao điều hay. Trong các chương trình văn nghệ do đội tuyên truyền lưu động thuộc Trung tâm Văn hóa tỉnh Tây Ninh biểu diễn, nhân các dịp lễ, các sự kiện quan trọng, luôn có những bài hát về biên cương, về hình ảnh người lính biên phòng mang quân hàm xanh, không ngại khó khăn, bám trụ giữ biên và cùng người dân vùng biên phát triển kinh tế. Đội tuyên truyền lưu động tỉnh, huyện theo kế hoạch hàng năm thì xây dựng cái chương trình văn nghệ, kịch bản tuyên truyền, tổ chức phục vụ cán bộ chiến sĩ và người dân tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh. Bình quân thì 20 buổi trên năm. Không những thế, hiện nay các phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng tại các xã khu vực biên giới ngày càng được nâng cao. Mỗi xã đều có thành lập đội nghệ thuật quần chúng, các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ. Qua đó, vừa đảm bảo hiệu quả tuyên truyền các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, vừa đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hướng tụ văn hóa, văn nghệ của người dân, góp phần ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân vùng biên giới trên địa bàn tỉnh. Cô nghĩ là mình là người dân biên giới thì mình thường xuyên đi nghe những cái chương trình gì đó. Rồi nói chung là mình cũng hiểu biết, để mình chung tay với lại chính quyền địa phương xã để bảo vệ biên giới của mình tốt hơn. Hình thức tuyên truyền thông qua các cái đợt giao lưu văn hóa văn nghệ thì nó có nhiều cái ý nghĩa sâu sắc hơn. Nó đã tác động và nó gây sức ảnh hưởng lớn hơn so với các cái nội dung tuyên truyền khác trên địa bàn xã. Trước nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân nói chung, người dân vùng biên giới còn nhiều khó khăn nói riêng. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật liên quan đến biên giới càng được ngành văn hóa chú trọng thực hiện. Cùng với đó, Trung tâm Văn hóa tỉnh còn quan tâm xây dựng các mô hình, mẫu hình hoạt động văn hóa văn nghệ phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức hoạt động, nhằm thu hút sự tham gia của người dân, đặc biệt là tầng lớp thanh thiếu niên tại các xã biên giới. Qua đó, tuyên truyền, trang bị và nâng cao các kiến thức hiểu biết về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về biên giới đất liền. Là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số, sinh sống tập trung chủ yếu ở các huyện biên giới, tỉnh cũng quan tâm chăm lo cho đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào. Tới đây, Trung tâm Văn hóa tỉnh sẽ tiến hành khảo sát đánh giá thực trạng các đội văn hóa văn nghệ dân gian tại các địa phương để có biện pháp hỗ trợ, phối hợp địa phương thành lập đội văn hóa văn nghệ dân tộc, đồng thời hỗ trợ hoạt động cho 12 đội văn nghệ truyền thống tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, tạo sự đoàn kết gắn bó, cùng chung tay góp sức bảo vệ biên cương của Tổ quốc.